Tổng hợp những câu nói hay nhất trong Harry Potter, các bạn cùng mình xem nhé. Sự thờ ơ và bỏ mặt thường gây tổn thương nhiều hơn là sự ghét rõ ràng. Sự vĩ đại gây ra đố kỵ sinh ra hận thù đẻ ra dối trá. Ngôn ngữ vốn là một nguồn pháp thuật vô tận, có khả năng gây tổn thương cũng như khả năng xoa dịu. Đừng quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại. Có những điều đáng để ta hy sinh, nhưng không có điều gì đáng để ta phải giết chóc. Chính lựa chọn của chúng ta mới quyết định chúng ta là ai, Harry à. Mọi người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong những giờ phút u ám nhất cuộc đời họ. Nếu còn muốn biết một người đàn ông là người như thế nào, thì cứ xem cái cách ông ta đối xử với những người thấp kém hơn mình, chứ không phải với kẻ ngang hàng mình. Sự khác nhau về tập quán và ngôn ngữ không là gì cả nếu chúng ta có cùng đích ngắm và trái tim của chúng ta rộng mở. Đừng xót thương kẻ đã chết, Harry, hãy thương xót kẻ đang sống và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương. Cuộc sống không có tình yêu là một cuộc sống trống rỗng. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với việc phải lựa chọn giữa điều nên làm và điều dễ dàng. Một con sói đơn độc cũng có thể tìm được tình yêu. Làm hoặc không làm, không có chuyện làm thử. Cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra, và khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ đối phó thôi. Cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi. Chẳng phải tất cả chúng ta đều là con người sao? Mỗi mạng sống của mỗi con người đều quý giá ngang nhau và đáng cứu giúp. Hãy nhớ rằng, người thực sự yêu thương chúng ta sẽ chẳng bao giờ bỏ chúng ta mà đi cả. Không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu của người mẹ. Vấn đề không phải là một người đã được sinh ra như thế nào, mà là họ đã lớn lên ra sao.